Phát biểu chào mừng tại buổi họp báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phó Văn Hưng cho biết, tỉnh Quảng Trị đã ấp ủ đề án tổ chức lễ hội vì hòa bình từ 5 năm trước với mục đích nhân văn lớn lao, tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của Tổ quốc, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam, xây dựng Quảng Trị từng bước trở thành không gian văn hóa vì hòa bình, điểm đến vì hòa bình, truyền đi thông điệp yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, kêu gọi nhân loại chung tay xây dựng nền hòa bình bền vững trên thế giới. Lễ hội vì hòa bình lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2024 với chủ đề Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình, đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, 21 tháng 7 năm 1954, 21 tháng 7 năm 2024. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc gia, quốc tế trong giai đoạn 2024-2025 theo quyết định số 3032 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chương trình lễ hội vì hòa bình năm 2024 tại Quảng Trị được thực hiện bao gồm một chuỗi các hoạt động: Ngày hội đạp xe vì hòa bình, khai mạc lễ hội vì hòa bình, đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề Khúc ca hòa bình, chương trình hòa nhạc quốc tế Giai điệu hòa bình, lễ hội văn hóa ẩm thực quốc tế với chủ đề Hương vị miền hoa nắng, chương trình ước nguyện hòa bình với các hoạt động dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch khác. Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã được cung cấp đầy đủ thông tin, giải đáp những vấn đề mà các phóng viên quan tâm. Phát biểu kết thúc buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khẳng định, thông qua buổi họp báo, UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các địa phương, doanh nghiệp trong cả nước đồng hành hỗ trợ cho Quảng Trị để tổ chức tốt các hoạt động lễ hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị mong muốn phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí hỗ trợ tăng cường tin bài giới thiệu về lễ hội vì hòa bình để Quảng Trị được đón chào nhiều nhất sự tham gia của quý vị đại biểu, du khách gần xa về với lễ hội, về với Quảng Trị. Trong quá trình tác nghiệp tại Quảng Trị, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục cập nhật, cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan thông tấn báo chí triển khai hoạt động trên địa bàn.